Thưa quý vị, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã và đang khiến cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cơ sở phải tạm dừng hoạt động. Để duy trì hình thức kinh doanh trực tuyến đang được nhiều đơn vị tận dụng triệt để. Nhiều người tiêu dùng thủ đô cũng có xu hướng thay đổi thói quen từ mua sắm truyền thống sang online để tiết kiệm và an toàn trong mùa dịch. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gần một tháng nay, anh Hải đã không phải lên công ty làm việc vì dịch COVID-19. Hoạt động trong ngành công nghệ, nên với anh Hải, việc đặt hàng online từ những sản phẩm công nghệ cho đến thực phẩm tiêu dùng trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay vô cùng tiện lợi. Hình thức đặt hàng qua online là một hình thức khá là hiệu quả. Vì thực phẩm hàng ngày mình mua ăn bữa nào mình mua bữa đấy thì nó sẽ được tươi hơn. Và giá thành thì bên ngoài thì mới lại so với đặt online thì nó không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Tuần này mà làm việc ở nhà thì mình cũng sẽ lựa chọn là book hàng online, sau đấy thì nhận ở tại sảnh. Còn đối với chủ cửa hàng này, việc bán hàng trực tiếp qua siêu thị cũng đã giảm so với trước khi có dịch. Để tăng doanh thu, chị Thanh đã đăng ký bán thêm hàng online. Tuy nhiên, bước đầu triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Thực tế ra thì mình chọn hai cách bán hàng song song là bởi vì là lý do rằng là người Việt Nam vẫn hoàn toàn chưa quen hết với lại mua hàng trên trực tuyến. Nghĩa là vẫn có những cái thói quen rằng là đi chợ. Thế cho nên là mình đang từ từ muốn thay đổi. Đương nhiên không có gì thay đổi được ngay cả. Mọi thứ ta phải từ từ thay đổi và đang tiếp cận rất tốt cái vấn đề đó. Theo một số công ty phân phối thực phẩm qua sàn thương mại điện tử, các khâu trung gian đang khiến giá thành sản phẩm tăng cao khi đến được tay người tiêu dùng. Hơn nữa, chất lượng sản phẩm cũng bị ảnh hưởng do nhiều khâu vận chuyển và bảo quản. Những cái đơn vị, các cái ngành có liên quan là được phối hợp đồng triển khai từ cái khâu vận chuyển, logistics cho đến cái việc giá thành, cho đến những cái việc mà kiểm soát chất lượng sản phẩm cho người dân, nó có một cái sự kết nối nhịp nhàng, và thành phố cũng luôn luôn hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thương mại điện tử này triển khai các cái chương trình khuyến mại tập trung, thế rồi triển khai các cái chương trình kích cầu tiêu dùng ở trên các cái sàn thương mại điện tử để cho các cái sàn thương mại điện tử này tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Hiện thành phố Hà Nội có gần 12.000 website thương mại điện tử đang hoạt động. Trong giai đoạn hạn chế người dân ra đường để phòng chống COVID-19, hoạt động mua sắm online đang rất sôi động. Thành phố Hà Nội phấn đấu doanh thu từ thương mại điện tử sẽ đạt 9% trong tổng mức bán lẻ trên địa bàn thành phố trong năm nay. Tiếp tục sẽ là những thông tin cập nhật trên thị trường thịt lợn. Thưa quý vị, tiếp đà giảm giá lợn hơi sau khi 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết giảm giá lợn hơi xuống 70.000 đồng một kg thì giá lợn hơi tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai hôm nay đã giảm mạnh. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, các công ty lớn trên địa bàn Đồng Nai từ ngày 1 tháng 4 đều đã thực hiện theo đúng cam kết với chính phủ, hạ giá lợn hơi bán ra xuống còn 70.000 đồng một kg. Trên thị trường, giá lợn hơi mà thương lái thu mua của các trang trại hộ dân hiện cũng chỉ quanh mức là 70.000 đồng một kg, giảm tới 5.000 đến 8.000 đồng một kg so với tuần trước. Thực tế, giá lợn hơi ở Đồng Nai đã bắt đầu giảm từ mấy ngày hôm trước. Do hàng loạt hàng quán nghỉ kinh doanh, nhiều công ty tạm nghỉ hoặc giảm giờ làm việc, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn, đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm đi, việc tiêu thụ thịt lợn ở các chợ khá chậm. Ngoài Đồng Nai, các địa phương khác tại miền Nam cũng đều giảm sâu. Hậu Giang, Bạc Liêu giảm từ 77 đến 80.000 đồng một kg xuống cùng giá là 72.000 đồng một kg. An Giang và Cà Mau giảm 3.000 đồng một kg, xuống còn lần lượt là 75 và 77.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang giá giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, xuống còn từ 77 đến 79.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi ở Quảng Trị, Quảng Ngãi trong khoảng 79 đến 80.000 đồng một kg. Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận giảm còn 75 đến 76.000 đồng một kg. Tại Bình Định, Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá lợn hơi trong khoảng 73.000 đồng đến 75.000 đồng một kg. Ninh Thuận vẫn thấp nhất 70.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn rất cao, phổ biến trong khoảng 78 đến 80.000 đồng một kg. Tại Hưng Yên 82.000 đồng một kg, Bắc Ninh 81.000 đồng một kg. Thái Bình trong khoảng 78 đến 80.000 đồng một kg. Hà Nội, Phú Thọ đạt 80.000 đồng một kg.
các tỉnh còn lại trong khoảng 77 đến 78.000 đồng một kg.